Thưa quý vị, thời gian gần đây, những ổ bánh mì với màu sắc đỏ có hình ngôi sao đang được nhiều người khó khăn trên địa bàn như là người bán vé số, người nhặt ve chai, người già neo đơn, v.v. truyền tay nhau đến nhận. Đây là những ổ bánh mì yêu nước của các bạn trẻ đến từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Không chỉ làm xa để bán thông thường mà ý nghĩa hơn chính là các bạn còn trao miễn phí cho những người khó khăn. Tiệm bánh mì di động này nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã hoạt động được hơn một tháng. Với hình thức độc đáo, lạ mắt, nguyên liệu màu bánh từ tự nhiên, bánh mì yêu nước đã thu hút nhiều người dân du khách đến mua. Ngoài ra ở đây còn có tủ bánh mì miễn phí cho người nghèo. Mỗi ngày có hơn 20 trường hợp khó khăn đến nhận những ổ bánh mì yêu nước này. Thực ra thì là cái này xuất phát từ cái tấm lòng của tất cả anh em trong tiệm muốn gửi đến đồng bào một chút nhỏ bé để đóng góp cho những cái gì mà mọi người đã phải trải qua. Ví dụ như dịch bệnh hoặc là thiên tai thì nó gặp rất nhiều những khó khăn về kinh tế. Đặc biệt là kể cả về bên phía bọn em cũng gặp khó khăn, nhưng mà mình cố gắng làm việc và chia sẻ cho tất cả mọi người. Cứ tầm 7 giờ đến 8 giờ sáng mỗi ngày, nhiều người bán vé số, nhặt ve chai, v.v. sẽ đến nhận những ổ bánh mì yêu nước. Những ổ bánh mì miễn phí không phải làm sẵn, các bạn phục vụ hỏi ăn bánh mì như thế nào rồi mới làm. Những ổ bánh mì ra lò còn nóng hổi, được trao tặng tay những người khó khăn, kèm với những lời ngọt ngào như là chúc cô, chú ngon miệng, khiến bất cứ ai đến nhận cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm thấy vui mà cũng mừng. Cảm ơn bọn con, mấy đứa con, các cô cảm ơn. Cái này thể hiện một tập thể, điều rất quý, đó là điều tốt. Ngoài cơ sở tại Đà Nẵng, tiệm bánh mì còn có một cơ sở khác tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhưng ổ bánh mì yêu nước này không chỉ góp phần quảng bá ẩm thực đất nước Việt Nam đến với du khách, mà còn thể hiện tình người sâu sắc, lan tỏa yêu thương đến với những người khó khăn.